Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã có buổi tiếp đoàn công tác của tập đoàn BRG đến trao ủng hộ một số trang thiết bị y tế cho thành phố nhằm chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn BRG chi nhánh Quảng Nam Đà Nẵng, đại diện cho Quỹ An sinh sức sống mới của BRG và Cbank đã tiến hành bàn giao các trang thiết bị y tế với tổng trị giá 10 tỷ đồng, bao gồm 3 máy lọc máu, 50 máy thở oxy và 300 máy đo nồng độ SP02 cho thành phố, với mong muốn được chung tay cùng thành phố với ngành y tế và người dân Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của tập đoàn BRG đồng thời khẳng định đà nẵng sẽ sử dụng món quà này thực sự hiệu quả thiết thực góp phần bảo đảm cho công tác điều trị chuẩn bị tâm tế sẵn sàng khi thành phố mở cửa trở lại thời gian đến